Liên tiếp xảy ra tai nạn thương tích trẻ em ở Đắk Lắk. Trong hai ngày 22 và ngày 23 tháng 3, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hai học sinh tử vong. Một em khác phải nhập viện điều trị do nổ pháo tự chế và đuối nước. Sáng ngày 23 tháng 3, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Iaka xác nhận, một học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Iao đã tử vong sau vụ nổ lớn nghi do chế tạo pháo. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 22 tháng 3, nhóm học sinh đến nhà một người bạn tại thôn 8, xã Iao để chơi với nhau. Sau đó, hai nam sinh lớp 8 ra trước hiên nhà của bạn chế tạo một vật nghi là pháo. Lập tức vật này phát nổ khiến cả hai bị thương rất nặng, trong đó một em đã tử vong, em còn lại bị thương nặng ở vùng mặt, có nguy cơ hỏng một mắt. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 3, trên địa bàn huyện Krông Anna, một vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra. MVTKN, 14 tuổi, lớp 7A4 trường trung học cơ sở Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, em N đi chơi với nhóm bạn tại khu vực Hồ Sen, thị trấn Buôn Chấp và không may bị trượt chân ngã xuống hồ. Dù được người dân phát hiện, ứng cứu nhưng em N không qua khỏi. Nhận được tin báo, ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Buôn Chấp đã đến thăm, hỏi động viên gia đình nạn nhân. Mặc dù đã được gia đình, nhà trường và các ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục, hàng năm, địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích gây thương vong cho trẻ em, trong đó có những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nổ pháo tự chế.